Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân huyện và Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam về hợp tác phát triển Mắc Ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2050. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết, về phía Hiệp hội Mắc Việt Nam có giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Mắc Việt Nam, ông Dương Công Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mắc Ca Kinh Bắc Điện Biên. Sau 10 năm được đưa vào trồng thử nghiệm tại huyện Tuần Giáo, cây mắc ca đã chứng minh là cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Đến nay toàn huyện có trên 2.550 hecta cây mắc ca. Nhiều diện tích đã cho thu hoạch ổn định và được kỳ vọng trở thành cây giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc ở huyện Tuần Giáo. Năm 2023, huyện Tuần Giáo đã trồng mới gần 950 hecta. Hiện nay cây mắc ca sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ nảy mầm bật trồi trên 92%. Để tiếp tục thúc đẩy phát triển cây mắc ca trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo và Hiệp hội Maca Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Maca trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2050. Hiệp hội Maca Việt Nam cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm quả Maca trồng tại Tuần Giáo theo giá thị trường nhưng tối thiểu không thấp hơn 85% giá Maca trên thị trường thế giới khi người dân có nhu cầu bán cho hiệp hội và các đơn vị thành viên của hiệp hội.